Rồi, chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thích Là Mua. Hôm nay em xin giới thiệu tới quý anh chị và các bạn cái sản phẩm này. Đó là cái máy tập, cái máy vật lý trị liệu ha. Cái máy vật lý trị liệu tên là Dr. Hồ. Hoạt động dựa trên cái quy tắc, quy tắc là dùng xung điện để kích thích lên cái cơ trên cái cơ thể của mình để làm giảm mỏi cơ và thư giãn những cái cơ của cái cơ thể của mình, như là cơ tay, cơ đùi, cơ lưng, và tác động lên những cái huyệt ở trên cơ thể mình để giúp cho cái cơ thể của mình nó giảm đau và duy trì sức khỏe cũng như là tăng cái sức khỏe của mình lên. Thì cũng nói sơ qua về cái lý do mà em mua cái máy này là vì hai ông bà cụ, ba mẹ em á thì cũng lớn tuổi rồi, và kỳ trước thì hai ông bà cụ có dùng một cái máy nó dở lắm, nó rẻ tiền, nó dở, thì cái máy đó bị hư nên là em mới quyết định em mua cái máy này về để cho hai ông bà cụ xài. Đó, thì hai ông bà cụ cũng hay đau mỏi lưng rồi vai gáy chân, thì sau khi mà xài cái máy cũ kia thì nó cũng đỡ đi phần nào. Thì em với cái niềm tin đó thì em quyết định đầu tư mua cái máy này. Nó giá của nó mắc tiền hơn, nó tầm dưới 2 triệu nha quý anh chị và các bạn. Nó, cái máy Dr. Hồ này đó thì tầm dưới 2 triệu, và em tin chắc rằng là tác dụng của nó cũng như là cái công công cái đoạn cái công dụng của nó sẽ hơn hẳn so với cái máy cũ kia ha. Rồi bây giờ không có nói nhiều nữa thì em sẽ mở cái hộp này ra cho quý anh chị và các bạn coi. Máy này thì em mua cách đây được 4 ngày rồi. Bây giờ em về nhà chuẩn bị đưa cho hai bà cụ dùng thì em mới làm video review cho quý anh chị và các bạn coi ha. Đó, thì đây là quay sơ cho quý anh chị và các bạn coi cái hộp ha. Máy này là máy chính hãng. Quý anh chị và các bạn có thể mua máy này ở đường link em cung cấp ở bên dưới video ha, trong phần mô tả. Rồi, bây giờ em khui cái hộp ra. Trong cái máy này thì đây là một sản phẩm khá là tốt, nó có đầy đủ hướng dẫn, đĩa CD, hướng dẫn nè, đĩa CD và những cái thiết bị đi kèm, có giấy bảo hành nữa. Đây là cái đĩa VCD, phim á quý anh chị, phim để hướng dẫn cách sử dụng. Rồi, thì cái này trên mạng á, video này trên mạng cũng có. Rồi, đây là, đó là chuyện video này thì có thể là em sẽ, nếu mà được á, thì em sẽ, mọi thứ nó thuận lợi thì em sẽ copy tất cả những cái file này ở trong cái đĩa này ha. Và video này em sẽ up lên trên cái YouTube Thích Là Mua luôn ha, để cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Rồi, đây là cái cuốn hướng dẫn bằng tiếng Việt ha. Đây là cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Thì ở trong này họ hướng dẫn. Nó cũng tương đương với nhau thôi, có điều nó khác cái ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt thôi. Đây cũng vậy. Đây là những cái vị trí, những cái huyệt vị trí mà chúng ta có thể dán cái miếng dán lên rồi chạy máy trị liệu này để giúp giảm cơn đau. Rồi, đó là phần hướng dẫn và đĩa CD. Phần còn lại thì chúng ta có một cái chiếc máy. Đây là cái chiếc máy. Thì lúc mà ở thành phố em đặt mua cái máy này về thì em có dùng được một lần rồi. Em là người trẻ nhưng mà em dùng tại em bị đau cơ thắt lưng á,
À, thì em chạy máy này khoảng 30 phút thì thấy hiệu quả rõ rệt luôn quý anh chị và các bạn ơi. Đó. Đó, thì đây là cái túi để đựng cái máy. Thì ngó sơ qua thì cái máy nó có tem, có cái ID. Ở đây là cái khay đựng pin nè, hai cục pin 3A. Hai cục pin 3A thôi, còn cái máy cũ và máy Trung Quốc kia thì nó xài tới hai ba cục pin 3A lận mà chất lượng nó không có tốt. Nó tốt thì nó tốn kém hơn đúng không quý chị? Còn mặt trước của cái chiếc máy này thì nó có một cái núm xoay này để khởi động và để điều chỉnh cái độ lớn nhỏ, độ mạnh yếu của xung điện. Ở đây là hai cái rắc cắm để cắm vô cái miếng trị liệu đó quý anh chị. Rồi, ở đây là Master Mode thì ở đây nó có 3 chế độ. Đó. Còn Timer là cái hẹn giờ đó quý anh chị là 10 với 20 phút. Đó, đây là dòng máy cũ đời 2000 đời trước 2013. Còn đời 2013 thì nó cái timer này nó lên 4 được 40 phút luôn quý anh chị. Đó, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. À, thì cái Massive Mode này thì chúng ta quay lại cái sách hướng dẫn. À, thì ba chế độ nó là như thế nào thì chúng ta coi cái mục là miêu tả chế độ nè, trang số 11. Đây. Hướng dẫn vận hành thì đây nè, có ba chế độ nè quý anh chị. Số 1 đó là kỹ thuật trung bình và cảm giác các ngón tay và lòng bàn tay. Thì cái đó là cái cách mà người ta mô tả về các chế độ trị liệu ha quý anh chị ha. Đó, thì trên cái máy này nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Còn chỗ này thì nãy em cũng có nói rồi thì quý anh chị và các bạn coi. Đó, tắt nè. Khi mà chúng ta khởi động thì chúng ta vặn lên ha. Và chúng ta thấy số 1, số 2, số 3 ha, số 4, số 5. Thì ở đây nó có 5 cấp độ, 5 cái độ mạnh khác nhau của cái xung điện. Thì số càng lớn thì xung điện nó càng mạnh. Như em thì em dùng ở từ mức 1 đến mức 3 thôi, chưa tới dùng tới mức 4, mức 5. Tại vì 4, 5 thì nó giật mạnh lắm, mình cũng không có dám. Rồi, tiếp theo á, là cái túi này để đựng 4 miếng trị liệu đó quý anh chị, 4 miếng dính trị liệu. Đây. 4 miếng dính trị liệu. Đây thì hôm bữa em cũng có dùng thử rồi. Thử như miếng này. Này, thì em cũng có dùng sơ qua. Nó rất là em cảm thấy rất là ưng ý, mình là người trẻ mà mình còn thích thì những cái người lớn tuổi họ đau nhức mỏi nhiều họ cũng thấy cái hiệu quả nó rõ rệt hơn mình nữa đó quý anh chị. Đấy, thì ở đây còn về cái mà bảo quản cái miếng trị liệu như thế nào, miếng dính như thế nào thì chúng ta có trong cái phần hướng dẫn sử dụng trong cái cuốn hướng dẫn nha quý anh chị. Tiếp theo là trong cái túi đen đen này. Trong cái túi đen đen này thì chúng ta có nhiều lắm quý anh chị. Đây nè. Đây là một cái miếng lót chân mà có cắm cái trị liệu nha quý anh chị. Để cho nó massage cái vùng chân của mình đó, rất là hay ha. Thì cái này em cũng chưa thử nữa. Thì sau khi làm video này thì em sẽ đưa xuống cho hai ông bà cụ thử ha. Em chỉ mới thử cái này thôi quý anh chị. Cái miếng này thôi mà đã thấy rất là ổn định, rất là thoải mái rồi. Trên cái bữa là em thử trên cái vùng cơ thắt lưng của em á, vùng sau lưng đó. Rồi tiếp theo á là cái miếng này là miếng bự này thì theo như trong cái mà hướng dẫn á, thì họ nói là dán thường thường dán ở vùng lưng đó, thì để nó cũng giống như cái miếng nhỏ này thôi, tuy nhiên là cái nó xoa bóp được rộng hơn thôi chứ không gì. Đó. Rồi đây là những cái ở đây mình có 4 cái miếng miếng dính đó quý anh chị, miếng gel á, gel dính thay thế thì ở đây nhà sản xuất họ cấp thêm cho mình 4 miếng này. Đó thì sau khi mà mai mốt mình xài hết thì mình phải mua thêm thôi, không có ai tặng thêm cho mình nữa. Đây thì cái đây là cái phiếu bảo hành của bên mà mình đặt hàng. Đây, cục pin này.
Rồi, đây là cục pin để gắn vô máy để vận hành đó quý anh chị. Rồi, thì em chỉ bây giờ em gắn vô và em demo cho quý anh chị và các bạn coi trước, coi nó như thế nào. Rồi, mình gắn đúng cọc nha quý anh chị. Cộng trừ đó, phải gắn cho đúng. Máy này nó xài có 2 cục pin thôi, trong khi cái máy cũ kia của Trung Quốc thì nó xài tới 3 cục pin, cho nên là nó tốn kém hơn nhiều ha. Rồi, bây giờ là chúng ta đã lắp pin vô rồi. Rồi, mấy cái này em bỏ lại nè. Em bỏ vô lại. Đó. Vô lại. Em dọn cái này qua ha. Rồi. Mà để này lại đi. Rồi, em sẽ lấy hai cái miếng điện cực, cái miếng trị liệu ha, tấm dán trị liệu ra để em thử cho quý anh chị và các bạn coi. Đây nè, cái này là cũ em xài rồi nè. Rồi thì ở đây em sẽ lấy một cái vị trí cơ bản để mà em dễ quay phim nhất quý anh chị ha. Em sẽ gắn lên cái vùng tay này quý anh chị, tay này hoặc là bên này. Đó. Vùng đó là vùng khuỷu tay. À, không thì có thể là em sẽ dùng vùng này, ngay chỗ giữa của ngón, ngay chỗ giao giữa, ngay chỗ ngón trỏ, góc ngón trỏ và góc ngón cái ha. Rồi thì ok, em sẽ làm một tay thôi, tay còn lại để em điều khiển. Rồi trong trường hợp này thì em cũng dán một miếng thôi. Rồi. Dán một miếng thôi. Rồi. Cái chúng ta cắm cọc nào cũng được nha quý anh chị, nó tương đương nhau. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu dán lên vùng này. Rồi. Và cái miếng này nó cũng khá dính. Trong cái hướng dẫn thì họ nói là khi mà mình cảm thấy miếng dính mà nó không còn dính nữa đó thì chúng ta bắt đầu thoa nước lạnh vào lên ha, và chờ khoảng 30 giây hoặc là 1 phút hoặc 60 giây để cho cái miếng này nó sạch và cái keo này nó phục hồi á, thì nó sẽ dính lại cho chúng ta. Rồi bây giờ em dán lên đây ha. Trước khi mà dùng thì chúng ta cũng nên vệ sinh sạch sẽ cái vùng da của mình, không có để dính phấn bụi hoặc mồ hôi ha quý chị ha. Rồi bây giờ là chỗ này thì chúng ta bắt đầu khởi động. Đó. Anh chị và các bạn thấy đèn nè, đèn nó chớp. Ở đây là vị trí số 1, là cái chế độ massage là vị trí là chế độ 1, và thời gian là 10 phút, có nghĩa là mình chạy như thế này và 10 phút thì máy nó sẽ tự ngưng. Ở đây hiện tại là cái cường độ, cái độ lớn, độ mạnh của cái xung điện nó chỉ là 1 thôi, ở mức 1 nên là còn yếu lắm, em chưa có cảm giác gì hết. Giờ em bắt đầu bật máy lên ha. À, đúng rồi nha quý anh chị. Thì khi mà chúng ta dùng nó thì phải dán đủ hai cái miếng trị liệu này thì cái máy nó mới hoạt động cho mình. Đó, thì quý anh chị để ý xem là cái da tay của em nè. Quý anh chị thấy là cái cơ của mình nó rung lên vô thức luôn nha. Mình không có đụng lên, em không có đụng, không có tác động gì đến cơ đó. Nhưng mà cái xung điện nó tác động lên cơ của mình và cái cơ mình nó rung lên một cách vô thức. Đó. Thì chúng ta theo như cái hướng dẫn thì chúng ta bị mỏi chỗ nào thì chúng ta sẽ trị liệu ở chỗ đó. Ok. Thì demo cho quý anh chị và các bạn coi. Khi mà chúng ta muốn chuyển chế độ thì chúng ta nhấn cái nút này và giữ đến khi nào mà cái đèn nó chớp ha. Đây ví dụ như vậy, em muốn chuyển qua số 2. Nhấn giữ nè. Rồi. Bây giờ là nó đang chạy qua chế độ số 2 đó. Đó. Nó đang massage cho mình ở chế độ số 2.
rất là nhìn cái cảm giác nó rất là phê quý anh chị, nó giật giật rất là đã. Thì rồi ok, thì chế độ số 3 chúng ta cũng tương tự thôi, chúng ta cũng nhấn giữ và để cho nó lên chế độ số 3 đó. Chúng ta dạng tăng cái cường độ lên, tác động lên. Hồi nãy cơ em nó rung lên một cách vô thức. Chúng ta cứ thả lỏng, khi mà dùng cái máy này chúng ta cứ thả lỏng để đạt được cái hiệu quả tối đa. Rồi ok, thì em chỉ làm demo cho quý anh chị và các bạn coi thôi. Bây giờ em sẽ tắt máy ha. Rồi thì em á là chủ yếu em mua cái máy này về là để cho hai ông bà cụ, nhưng mà em cũng dùng thử và em thấy nó rất là hiệu quả quý anh chị. Thì nếu mà quý anh chị và các bạn chúng ta ai mà làm văn phòng, làm thi công công trình, làm kỹ thuật, chúng ta ngồi nhiều hoặc chúng ta vận động nhiều, chúng ta bị mỏi cơ, chúng ta bị mỏi chỗ này chỗ nọ, thì em nghĩ là cái máy này sẽ rất là phù hợp. Còn đối với các ông bà cụ già thì cái máy này lại càng phù hợp hơn nữa. Do về già thì họ những cái cơ và những cái khớp của họ, đặc biệt là những cái cơ thì nó bị yếu đi, nó không có còn cái sức sống nữa, nhiều nữa đó. Mình phải nói là sao ta, nói vậy nó hơi ghê, nhưng mà những cụ già thì hay mỏi ha, hay đau hay mỏi hay nhất, thì dùng cái máy này á, rất là phù hợp. Đó, máy này nó phù hợp cho người trẻ đó, có như tuổi như em và quý anh chị và các bạn đó, những người làm văn phòng nè, làm nói chung là ngồi nhiều, đứng nhiều, vận động nhiều và bị mỏi cơ thì đều có thể sử dụng được hết. Mà đặc biệt là những ông bà cụ lớn tuổi, thì quý anh chị và các bạn nếu mà có người thân mình làm văn phòng hay là đi làm hay đau nhức mỏi cho bố mẹ mình nè, hoặc là chính mình nè, hoặc là ông bà mình nè, đau mỏi thì có thể cân nhắc để sắm cái chiếc máy này về để phục vụ cho cái sức khỏe của mình nha quý anh chị và các bạn. Thì em thấy là cái máy này nó rất là tốt, nó rất là tốt. Tại vì em mới chạy có 30 phút thôi mà em thấy nó ổn cực kỳ luôn quý anh chị. Đó, thì cũng giới thiệu máy cho quý anh chị và các bạn. Nếu mà quý anh chị và các bạn thích, mấy anh chị và các bạn thấy nó có lợi cho sức khỏe của mình, có lợi cho sức khỏe của mình, thì hãy mua máy này đi. Em nghĩ là nên mua sớm, tại vì mình còn trẻ, mình chạy máy này sức khỏe mình nó ổn thì mai mốt mình về già mình thì cái cơ thể của mình nó sẽ đỡ, nó đỡ đau hơn. Đó, nó giống như là cái cơ của mình nó được tăng cái sự mà trao đổi chất á, và nó được tập thể dục. Đó, cho nên là mình không có còn cái cảm giác là bị đau nữa, bị đau hoặc là bị nhức. Thì quý anh chị và các bạn nếu mà muốn mua máy thì hãy đặt hàng ở cái đường link bên dưới em có cung cấp. Rồi, thì em cũng chia sẻ với quý anh chị và các bạn cái hôm nay em mua cái máy này, cái máy trị liệu này rất là phù hợp cho người trẻ, dân văn phòng, dân đi làm công trình, dân lao động và các ông bà cụ lớn tuổi, để giảm nhức mỏi, thư giãn cơ bắp của mình trong thời gian rảnh rỗi. Đó rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi cái video này của em. Nếu mà quý anh chị và các bạn thấy thú vị và có ích thì hãy nhấn like và chia sẻ video này đến tất cả mọi người. Đồng thời hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông đối với cái kênh của em ha, để nhận được những video mới nhất từ kênh của em, kênh Thích Là Mua. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.